Đáng cha mấy ngày nay mới mở trên có lời pháp sự khuyên can, dù ai tới chốn đan tràng ở trong Phật thánh to vàng nguy nga. Phật là tia chói loại sao sao rực rỡ cả dòng mấy phượng mùa nguy nga, chẳng mang tiếng dẫn là xa ai mà cũng kinh ất là phúc là tiếng. Nếu ngược lại coi xem phi bán lại ra điều minh mạng tôn nhan, luật trời tội ấy phải mang ăn năn chẳng kịp rõ ràng không sai. Phật là thảo bảng sám sát đôi ngài chứng minh công như được những lời kính dân. Vận trời năm canh tí mùa đông, tháng tốt ngày lành, đương đàn pháp sự thuyết tử, đệ tử con thay lời cẩn mạnh. Đạo Phật thánh tựa mây che phủ, mở pháp đàn cứu độ dân ta, trông lên Phật ngữ trên tòa, độ nhân vô lượng gần xa nước nhờ. Phật là đảng tràng này tùy phương khai giang, phép trai đảng có bán dâng lên, các ngôi ngôi ngư tờ trên sáng xem buồn cõi cùng bên ba đường. Bốn phương trời phó cho thiên tướng hộ đàn này sáu trước như ý, kim cương tam tướng hộ trì thành văn Bồ Tát thực thì trang nghiêm. Phật là trên tiểu thiên hương bay trí mẹ các ngôi quả hoa thẹo bình trâm, Phật trời giang phúc chúng lâm bao nhiêu mà quỷ tiếng trôn khói hoài. Nay nhà lê chủ tâm trời phúc lành đưa đến trong ngoài phúc thêm, hai núi thổ địa chân môn cần cưỡng trì tội. Thank you.
Bồ Tát công đắc báo tòa đồng thuyết văn hòa pháp nhất tí trang. Hoặc kim bố địa kim tạc trang ma lao sang hồ hồ phách tí tuộc. Bạch ngọc tu di tứ thiên hạ lương luân nhật nguyện bát kim cương. Sáng kiến tế loại chân châu thế thân bảo lâu đài bích ngọc trang hoa tạng trùng trùng. Thank you.
chân linh trở thành biến thập phương xứ vô lượng chư thánh hiền đất giai vân lai tâm ta thủ chất chỉ đất bảo ta hồng ngầm chấn động tây vực hữu chấp chỉ hàng ma chữ uy thế lòi trọng bát vạn khứ thiên ý cân mê tôn phá thiên vũ phi thiên ma khuyến thuộc phổ thi hồi quang phản chiếu mi cát hướng tức đương bát hằng tinh đế thu đan chỉ tạo đáng ma oán tâm tình tam hiệp chân bồ thank you.
Thượng sư Tam Bảo tôn duy nguyện tử bị ai nạp thụ.